Kính chào toàn thể quý vị. Nhìn những ánh mắt thân thương và những khuôn mặt rất vui rạng ngời như này, cảm thấy rằng rất là hạnh phúc đối với anh em nghệ sĩ chúng tôi. Và bây giờ để mở đầu chương trình biểu diễn, chắc chắn là không để các quý vị chờ lâu. Một sáng tác được mang tên Lễ hội bia Belly xin phép được bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng vỗ tay theo nhịp của bài hát này. Xin chào mọi người đến với lễ hội bia, ánh mắt thân hoan bao nụ cười rạng rỡ, cùng vui bên nhau, cùng nắm tay nhau, cùng hát vang bài ca lễ hội bia. So so so, ta hãy nâng ly chúc mừng hội bia. So so so. Thanh Vinh ạ, anh Hùng có thể giới thiệu qua. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Vinh thì một trong những người mà được đào tạo rất là cơ bản về thanh nhạc ở nước ngoài. Anh trở về ngoài những công việc biểu diễn thì nghệ sĩ Thanh Vinh còn là những thầy giáo dạy và đã đào tạo được rất nhiều thế hệ thanh nhạc sau này cho Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Vinh thì đã phá quen thuộc đồng bào người Đức của chúng ta đây. Bởi vì trong suốt phải nói là hơn 10 năm qua thì nghệ sĩ Thanh Vinh đã đến và biểu diễn cho cộng đồng đến hàng chục lần rồi. Phải nói là trong là đi với cả nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, hoặc là trong thời gian nghệ sĩ Thanh Vinh sống ở Đan Mạch 3 năm thì thường xuyên sang đây hoạt động với cộng đồng. Thế nên phải nói đây là một cái nghệ sĩ cũng đàn anh, và tôi luôn luôn khâm phục những cái con người như vậy. Bởi vì ngoài cái trái tim đối với nghệ thuật thì họ có một cái trái tim dành cho cuộc sống, cho cộng đồng, cho con người một cách thật sự. Đấy là những tấm gương sáng mà tôi luôn luôn nghĩ tới và nói theo. Đến với cả hội bia thì nghệ sĩ Thanh Vinh đã có ít nhất là khoảng 4 lần tham gia ở đây. Và chính vì những cái cảm xúc tưng bừng vì hội bia như này thì nghệ sĩ Thanh Vinh đã sáng tác một cái bài hát mà các anh các chị nghe liên tục trong mấy ngày đó. Đó là Hội bia Berlin. Vâng, cái bài mà đã mang lại cả cái không khí sôi động rầm rập, rất là tự hào cho người Việt và cả bạn bè quốc tế ở đây. Đúng không? Có lẽ là tại vì là do chính bài hát của nghệ sĩ sáng tác mà mọi người uống bia hình như là cũng sắp hết bia của anh Hùng, đúng không ạ? Dạ, anh cho và chia sẻ. Xin kính chào các vị khách quý và xin kính chào tất cả các bà con cộng đồng người Việt tại toàn thể trên nước Đức và thế giới, và đặc biệt là thủ đô Berlin. Rất là vui liên hoan hội bia lần thứ 18 lần này, tôi lại có dịp sau 4 năm này quay trở lại và cũng rất xúc động và nhìn những gương mặt cộng đồng người Việt mình ở Berlin và cũng như là trên toàn nước. Tôi cảm thấy sau 4 năm vẫn thấy mọi người vẫn trẻ đẹp và vẫn tươi cười đến hội bia thì đó là một điều vô cùng đáng mừng, vì đó là biểu thị một cái sự sung sướng, hạnh phúc và cảm thấy rất thoải mái mỗi khi đến hội bia. Và tôi nghĩ rằng đây là một thời cơ mà để bà con cộng đồng người Việt mình đến với nhau gần gũi hơn, vì nó thật cuộc sống bên này do đi làm đi học các thứ rất tất bật, hàng năm thì có khi với chị cũng dịp hội bia đến gặp nhau. Thì xin kính chúc tất cả các quý vị và đặc biệt là bà con cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức và tại đặc biệt là tại thủ đô Berlin dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực. Xin cho hỏi một vài câu rất riêng là nghệ sĩ sáng tác cái bản nhạc cho cái lễ hội bia, đặc biệt cho cái lễ hội bia năm nay ở đây là mất bao nhiêu thời gian và trong cái hoàn cảnh nào? Vâng, tôi phải xin về bí này. Sau khi tôi ở bên Đan Mạch trở về nước năm 2011 là mới có dịp để qua lại đây. Trên đường từ phòng lãnh sự của sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại thủ đô Hà Nội, sau khi nhận visa và nhận hộ chiếu xong thì tôi cứ lẩm bẩm đi trên đường, tại sao 3 năm hội bia mà này không có bài hát riêng hội bia. Thế cứ lẩm nhẩm đi trên đường thì tự nhiên cái ý nghĩa nó lóe lên sự xúc cảm. Thế tôi về nhà, tôi ngồi vào piano và tôi viết luôn. Và sau khi viết xong thì là tôi gọi điện cho anh Hùng, và anh Hùng nói anh ạ, thì tốt quá anh cho phối đi. Thì tôi nhờ một anh nhạc sĩ ở trong nước phối và tôi thu luôn bài hát đó. Lúc đó là tôi hát một mình, chứ còn năm nay lần này sang thì là tôi sẽ hát cùng với lại 2-3 ca sĩ nữa, thì để thành một cái top 3. Vì năm đó là hồi đó chỉ có một mình tôi trong nước sang bên này một cái top và các anh các chị ở bên này, nên sự ra đời rất là tình cờ trên đường từ sứ quán của Đức để về nhà Hà Nội, xúc động và viết luôn. Một bài hát mà về bia mà hay như vậy, hào khí như vậy mà làm cho mọi người cảm thấy sôi nổi như vậy, mà anh cảm thấy là cái bài hát đấy khi anh viết ra xong anh có cảm thấy rất là tâm đắc với bài hát đấy không ạ? Nói anh hỏi như vậy thì tôi phải nói thật, đối với nhạc sĩ hoặc nghệ sĩ, đặc biệt đối với nhạc sĩ sáng tác thì
cái sáng tác của mình nó như cái đứa con đẻ của mình, thì mình phải rất là nâng niu, trân trọng nó. Vì đây không phải là một đứa con trong đầu đời của tôi. Tôi cũng viết rất nhiều bài hát, nhưng khi nào xuất bản những riêng về bia thì đây là bài hát đầu tiên. Và đây cũng là đứa con tinh thần đầu tiên của tôi, nên tôi tập trung hết tất cả tâm huyết vào để tôi viết bài hát này. Với tình cảm của mình không phải phức tạp về cấu trúc bài vở này khác, hoàn toàn là cứ nghĩ thế nào tôi viết như thế, thì nó đem lại một sự rất hiệu quả. Không ngờ hiệu quả đấy để được như này. Tôi rất là cảm ơn bà con ở đây đã gửi đúng cái bài hát này. Vậy thì trong những cái bản nhạc mà anh viết ra, có một bản nhạc nào mà nổi tiếng nhất, nhiều người biết đến nhất thưa anh? Tôi không phải là người nghệ sĩ sáng tác, mà tôi chỉ là người nghệ sĩ hát nên biểu diễn thôi. Nên là tôi nghĩ rằng đây là một tác phẩm mà tôi cảm thấy đây là cái con đầu tay của tôi. Tôi rất tự hào và tôi cũng xin cảm ơn bà con đã hưởng ứng với cái bài hát này. Anh có hay thích uống bia không ạ? Tôi rất thích uống bia, nhưng mà nói thật là trong những ngày lễ hội bia như này thì hầu như tôi rất nhiều anh em bạn bè rất quý mến tôi mời, nhưng mà tôi không dám uống. Tôi chỉ dám nâng cốc và tôi nói rằng vì tôi còn phải biểu diễn cho nên phải giữ cái họng, cho nên là không dám uống bia lạnh, để uống vào là viêm họng. Nhưng mà chứ là trước khi viết cái bài này là anh chắc cũng phải uống vài ly bia. Dạ vâng, trước khi viết bài hát này thì tôi nói thật là tôi cũng bia rượu thuốc lá đầy đủ, nhưng là do điều kiện sức khỏe của cá nhân, năm 2008 nhà tôi ở bên Đan Mạch và tôi đã qua một cuộc đại phẫu thuật, tôi thay ba cái động mạch vành ở tim, cho nên từ đó thuốc lá bia rượu là bác sĩ bắt phải hạn chế bỏ hẳn, cho nên tôi không uống. Nhưng mà sang đây hội bia nhưng mà tôi vẫn cứ vui, vẫn uống, không uống nhiều. Thì mỗi một đại diện tôi làm một vụ, sau đó tôi cất cái cốc đi, coi như là xin phép các quý vị là tôi uống hết cốc này. Mọi người nếu tiếp xúc với nghệ sĩ ưu tú Thành Vinh thì đều có thể nhận thấy rằng là anh không những là người viết nhạc mà một người rất là dí dỏm, đúng không anh? Dạ vâng, qua đây thì tôi hay đọc thơ cho mọi người để cho nó vui, thơ về bia rượu. Nhiều người thì tôi có đọc xong rồi mọi người bảo thế anh phải cho chúng tôi ghi chép. Tôi bảo không, qua sông phải bắt cầu kiều, nếu muốn ghi chép phải chiều hội bia. Rất là cảm ơn nghệ sĩ Thành Vinh và chúc anh nhiều sức khỏe và có nhiều sáng tác rất là thực tế cho cộng đồng, và nhất là cộng đồng ở nước ngoài. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Đồng Xuân TV đã có những cuộc phỏng vấn rất ý nghĩa này và đã đưa hình ảnh của chúng ta và những lời nói của tôi để tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài và đặc biệt ở Cộng hòa Liên bang Đức và đặc biệt ở Đông Nam Á. Xin chân thành cảm ơn Đồng Xuân TV. Cảm ơn anh.